Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mời các bạn nghe câu chuyện Một Vụ Bắt Rượu Lậu, tác giả Nguyễn Tuần, qua giọng đọc Nguyễn Thành. Dân cày làng Phong Cốc bây giờ từ không còn lấy cớ gì để phàn nàn với nhau trong lũy chè xanh và với người ngoài. Ở giữa đường chợ đông, rằng quan trên không săn sóc tới, đấng phụ mẫu của họ là quan phủ Thiệu Hóa. Làng Phong Cốc thuộc về Thiệu Hóa phủ, Thanh Hóa tỉnh. Những khi hành hạt đi qua đó, thường vẫn không quên bảo với thầy đề rằng nên tạt vào đấy 15 phút để xem cái dân khí vùng đó lâu nay ra sao. Ở đình làng, trong những ngày này, hương chúc kỳ cựu đều được quan phủ khuyến khích họ nên giảng giải cho lũ đàn em về cái đức làm dân đối với bề trên không được tỏ vẻ kháng cự, và cái đạo làm dân trong một nước thái bình, ở một nơi yên lặng, phải đóng siêu thuế theo tạp dịch cho đều đều. Nếu sự phục thiện của dân đã kết quả được một phần thì càng nên cố gắng nữa cho được 10 phần, càng nên cố sức nữa lên mãi mãi. Rồi nhà nước sẽ thương tới, và quan phủ hứa thêm rằng ngài đã bẩm tình cho thì tha hồ mà được nhờ. Nhưng lúc quan phủ gần chạy đi sang làng khác, ngài vẫn không quên bảo với thầy Lý mới như mấy lần trước: thầy lên coi chừng đến công việc của thầy và sự hành động vi pháp của dân làng. Trách nhiệm của thầy nặng lắm đó. Thầy giữ việc làng thay thầy Lý trước, trong khi thừa hành công vụ. Chắc thầy rõ phận sự của thầy trong lúc này hơn ai hết thầy. Thầy Lý run lẩy bẩy, chỉ biết mồm dạ dạ, đưa mãi hai bàn tay chắp lên khỏi ngực. Thầy không dám nhìn thẳng vào quan, và thứ nhất là nhìn vào ông thầy đề ngồi gần ngang hàng với quan. Trong một lúc nhốn nháo ở đình lúc quan mới tới làng, thầy Lý đã dám liếc trộm ông đề khi người này sai bác Kiều châm đóm để ngài hút thuốc lào vào điếu gióng của quan phủ, có cái xe trúc uốn cầu vòng dài đến gần 4 thước ta. Ông đề cặp mắt sáng như tia lửa, những lúc nhèo nhèo mi mắt lại thì không khác gì mắt con vọ lúc ở trên cành gạo chú mục nhìn đống thịt chết ở mặt đất. Thầy Lý tin rằng nếu ngước mắt lên mà đụng gặp phải nhẫn tuyến của ông đề già thì bị thôi miên mất, và thôi miên thuật kia sẽ bắt thầy phải tường tận công khai gia sản nhà mình ra xem của chìm là bao nhiêu và của nổi là bao nhiêu, để ông đề vui vẻ trả lời bằng ý nghĩ rằng có một ngày rất gần đây chúng nó sẽ phải thay đổi chủ, và thầy thì cố nhiên là sẽ mất quyền sở hữu ấy. Nghĩ đến đây, thầy Lý càng không dám giữ đầu mình cho thẳng thắn, chỉ biết cúi mặt xuống đất, hết nhìn ủng da tây của quan phủ, đôi quốc kình của ông đề và đôi bàn chân lấm của mình. Thầy Lý lúc này thật là một ông hóa thân của sự sợ hãi. Thầy chỉ biết giả, giả mãi để đáp lại những lời đanh thép mà thầy chỉ biểu một cách mang máng. Bỗng thầy giật mình khi nghe thấy quản gắt: cái anh Lý này chướng quá. Người ta hỏi thầy xem số rượu dân làng uống trung bình trong những ngày thường chênh lệch với những ngày tế lễ như xuân tế, thu tế hoặc vào đám ăn trạ là độ bao nhiêu, mà thầy cứ dạ là nghĩa lý chi, vô lý quá. Dạ, dạ bẩm ông lớn, về việc dân làng con uống rượu, con cũng không lấy gì cho tưởng lắm. Dạ, con mới được dân cho con ra thay anh Lý bất hạnh của con được độ mấy tháng. Câu trả lời của thầy Lý có vẻ đần độn một cách lừng khừng, gần giống như lời bướng bỉnh thốt ra ở kìa miệng của những dân cứng đầu cứng cổ. Tuy rằng là thật thà, nhưng thầy Lý vẫn đủ trí khôn nhận ra rằng có lẽ nó sẽ làm cho quan phủ đến phải nổi trận lôi đình. Mà quả nhiên thế thực, thầy Lý hiền lành kia nghĩ đúng đấy, vì quan phủ đã biến sắc mặt, làm om cả đình làng. Thầy làm việc quan như thế hỏng, hỏng to. Đừng nói chi đến chuyện nay mai thầy mong được nhà nước cho tưởng lục hay mong điền vào chân chánh phó tổng khuyết.
Nếu anh không thay đổi cách làm việc thì cái chuyện lý trưởng của anh cũng có lòng mà dắt được lâu đâu. Việc dân trong làng uống rượu mà thầy mù tịt như vậy thì chết thật. Thầy làm việc không được mẫn tiệp rõ quá rồi. Nếu ta không thương anh ấy, đem một cái việc này bẩm tỉnh thì liệu anh có giữ được đồng chuyện nào không? Ấy thế rồi quan và ông đề và lính tráng chạy đi, để một lũ kỳ cựu hương chức làng Phong Cốc đưa mắt nhìn nhau và nhìn ông Lý vừa bị quan gở. Thầy Lý đâm mê và toát mồ hôi. Mồ hôi thấm qua áo lụa nâu già và làm đẫm cả lưng áo the dài màu nước dừa. Thầy Lý ra khỏi đình làng. Trận gió bấc thổi rụng lá vàng, thổi bay tà áo thầy, và lớp mồ hôi gặp gió lạnh càng xe đến đâu càng làm cho thầy lạnh trông thấy đến đấy. Với không khí lạnh lẽo ở ngoài trời, thầy thấy trong mình bớt bừng bừng. Và lúc về tới nhà thì thầy đã lấy lại được trật tự hoàn toàn cho bộ óc vừa bị kích thích mạnh. Vào đến nhà, bỏ khăn áo, thầy nằm vắt tay suy nghĩ. Thầy bỏ bữa cơm ngon có rượu ngâm thuốc, có món nhắm tốt. Trông thấy rượu, thầy sực nhớ ra vì câu chuyện ban nãy mà thầy bị quả ở giữa làng. Thầy điên tiết lên, muốn đem làng mẹ nó cả chai cả nậm ra ngoài ao. Bà vợ thấy chồng có thái độ lạ lùng khác mọi ngày, dám chê cả món dê bóc tái và bánh tráng vừng bà công phu mua tận chợ bên sông gặp ngày phiên, vội đón hỏi: "Làm sao thế? Nghe nói quan về làng ta định bắt dân mở trường và khai giếng thêm phải không? Sao lại bỏ bữa rượu? Thằng Kha nhà theo tôi sang chợ ngoan lắm." "Mở trường khơi giếng, ai bảo thế? Đình với giếng gì? Việc triều đình nhà nước, u mày biết gì mà hỏi. Cất rượu đi." Thầy Lý bỏ mặc vợ tưng hừng đang lủi thủi lấy lòng bàn, đẩy mâm cơm để dành. Thầy đang lo đến cái tiền trình của tên lý trưởng vừa bị quan hạch là không đầy bổn phận. Thầy càng nghĩ kỹ đến mấy câu quan vừa nói ban nãy, thì ra cái chân lý trưởng của thầy là bấp bênh. Nó như cái thế quả trứng bị đè ở giữa đằng sớm tối, vỡ lúc nào không hay. Rồi thầy lại lẩn thẩn nghĩ đến chuyện những chức phận ti tiểu lúc quên tạ ơn những vị đỡ đầu thì bị quan thầy báo thù lại như thế nào. Nhưng không, thầy Lý nhớ rõ ràng rằng thầy đã được quan phủ ban cho thầy cái vinh dự bạc chiếc ghế đầu ngồi gần quan trong tư thất. Sau khi quan đã rủ lòng thương nhận cho thầy cái phong bì lễ mọn mà thầy khom khom cúi dâng lên bề trên bằng sự thành kính của kẻ biết ơn và tạ được ơn, thầy còn nhớ như in vào ruột những câu của quan giảng dụ hôm đó vồn vã ôn tồn và những cảnh quan coi thầy như là đầy tớ tay chân. Thầy Lý đưa tay qua trán, nhắm mắt lại tưởng lại những phút ấy mà thầy rạo rực cả người. Sướng quá, thầy tự hỏi rằng cái số phận tầm thường của một người lý trưởng được hưởng những phút như phút ấy độ mấy lần trong một đời. Thầy so sánh quan phủ hôm ấy và quan phủ hôm nay sao mà khác hẳn đi. Không, có lẽ quan nhiều đến nỗi quên hẳn là mình đã tạ lễ. Phải, phải, không có thể như thế được. Thầy lại cho rằng hay tại mình tạ thiếu. Nhưng không, vì hôm đó quan đã khen thầy một câu: "Anh Lý, người linh lợi lắm. Anh đưa tức số như thế này, tôi tiêu nó được thành món." Nếu thế thì nghĩa là lý gì? Và nguy hiểm quá nhỉ? Vì ai còn biết mạch mối đằng nào mà tìm, mà hiểu. Trong 3-4 ngày liền, thầy Lý cứ ăn kém đi một vài bát cơm, ngủ kém đi vài canh dài. Với những ý nghĩ ấy, nó không tha ám ảnh thầy. Rồi một buổi trưa già, thầy vừa bỏ mẩn triện đồng vào chép đen thì thấy lũ trẻ làng đang reo ầm lên ngoài cổng: "À, Tây về, có Tây về làng ta." Thầy Lý thấy khác trong người, vì không biết tại sao thầy nghĩ ngay tới sự chẳng lành sẽ xảy ra. Thầy đang sửa lại khăn áo sắp ra xem là chuyện gì thì con chó mực ở sân gân cổ lên trời, sủa vắng cả nhà lên. Một tốp người quần áo mũ
giày vàng khè một màu kaki đã tiến vào nhà, đứng đầy cả sân. Thầy Lý nhìn họ, người nào cũng oai phong lẫm liệt, người cầm thuấn sắt, kẻ đeo túi da đựng súng lục liên. Thầy lẩm bẩm, thôi bỏ mẹ, lại lính đoàn, và tiến ra sân. Lính đoàn thấy ông Lý ra, vội xúm cả lại xung quanh, cứ đặt cả lại như đàn muông săn lúc vây được con sói rừng, đều một loạt nói bồ bồ. Trong làng có rượu lộc, ông đi ngay, có cả quan đoàn về đấy. Bấy giờ thầy Lý mới biết là có cả quan Tây Thương Chính vậy nữa. Thầy vội chạy ra vái dài quan đoan. Người Tây tay cầm ba tong xong, đứng ở gần cổng. Rồi cả bọn kéo đi rất nhanh theo một ông đội đoan, có bộ râu củ ấu, là người dẫn đường, xem có vẻ thông thạo đường lối trong làng lắm. Đến ngõ đình, cả bọn ập vào nhà bác Nhiêu Tìn. Thầy Lý trong bụng phấp phỏng, vì từ lúc đi đến giờ, thầy chỉ biết đi theo nhà đoan thôi. Lúc đến nhà Nhiêu Tìn, thầy mới hiểu rằng quan đoan về bắt rượu lậu ở nhà tên Nhiêu Tìn, một người mà thỉnh thoảng vẫn đưa lại nhà thầy những chai rượu rất ngon trong những ngày nhà ông Lý có kỵ, dùng thứ rượu cúng rất tinh khiết. Thầy Lý than thầm cho Nhiêu Tìn đã gặp sự chẳng lành. Cảnh náo nhiệt bày ra trong nhà người bị đoan vào khám xét đã chiếm hết cả giác quan thầy Lý. Lính đoàn gọi ầm ĩ, chủ nhà Nhiêu Tìn đâu, Nhiêu Tìn đâu. Bỗng ông đội đoan vừa reo vừa chạy, nó đây rồi, các thầy mau bắt lấy, kia kìa, nó đang vò cơm chạy, nó vừa mới vọt ra cổng ngang. Lính đoan chạy, cả quan đoan, cả thầy Lý cũng chạy theo một người nhà quê đang ôm một cái chĩnh chạy miết về phía bờ ao gần đình làng, cách họ bộ ba chục bước. Trẻ con khóc, chó sủa, đàn bà kêu, và các ông già lão trố mắt chống gậy càng cua, đứng nhìn theo đám bụi mù bay. Lúc thầy Lý theo kịp được nhà đoan đến bờ ao, thì thấy thằng cha Nhiêu Tìn đang lõm bõm ở giữa ao, hai tay bưng một cái chĩnh có nắp. Chung quanh bờ ao, người đứng vây đen ngòm. Ông đoan vừa nhìn thầy Lý, vừa nhìn ông đội nói một hồi tiếng Tây dài, mặt đầy vẻ tức giận, dẫm chân múa tay, trông đáng ghê sợ lắm. Ông đội đoàn chỉ xuống ao bèo, nói chõ xuống người bưng chĩnh, mày có muốn sống không, Nhiêu Tìn, mày có chịu lên không? Chúng ông mà xuống tóm được mày thì mày bỏ đời. Nhiêu Tìn ở giữa ao mếu máo nói lên, con nại các quan tha cho con, các quan đừng giết con. Ai giết mày? Mày cứ đưa cái vỏ lên đây. Lại các quan, còn chót dại có làm ít tương để ăn. Lại các quan, thật con có dám đem bán đâu. Tưởng với mắm gì, mày không lên á. Ông mà phải lội xuống thì... Con khổ lắm, các quan tha cho con. Ôi, mẹ thằng Tìn đâu, tao khổ lắm. Các quan làm tội tao, thì tao đổ tương xuống ao đây này. Này thằng kia, nếu mày đổ vò cơm kia xuống ao, thì quan đoàn sẽ bắn mày. Mày định làm phi tang đi hả? Quan đoàn đứng trên bờ, vừa chửi bằng tiếng Tây, vừa rút súng lục, tay trỏ bấm sẵn cò, chĩa vào Nhiêu Tìn. Ông đội đoàn đứng nói về phía thầy Lý, này ông Lý, nếu nó dìm chính cơm để mất tăng chứng rượu lậu, ông phải chịu một phần trách nhiệm đấy. Thầy Lý hoảng cả người, thầy lại càng hoảng nữa khi thấy quan đoàn chĩa súng về phía mình. Rồi liên tưởng, thầy nhớ đến cái vụ đổ máu vừa xảy ra trong làng cách đây mấy tháng. Trong một vụ bắt bớ hàng lậu do quan Béc Nắc Đê chỉ huy, ông Lý trước mà mình thế chân, bây giờ đã bị đạn nhà nước nổ chết trong giây lát. Giữa một lúc mà người ta bảo rằng nhà đoàn cần phải chân chính tự vệ. Thấy quan đoàn mắt đỏ ngầu, mồm sùi bọt, quát tháo dầm cả góc ao, thầy càng cuống cả lên. Mà dưới ao, thằng cha Nhiêu Tìn vẫn cứ mếu máo và van lớn các quan đừng xuống ao, và nếu xuống hắn sẽ đánh chìm cái chĩnh tường mất. Thế thì muốn sống mày phải lên ngay. Tiếp lời ông đội, thầy Lý cũng bảo Nhiêu Tìn, thế mày lên đi, tao xin mày đấy. Mày làm chuyện vi pháp để lụy cả đến lý trưởng làng này. Mày định cho tao theo ông Lý trước hay sao? Mày không nhớ đấy à? Con lại ông xin cho con,
Không có các quan giết con mất. Thì mày lên đi, tao sẽ xin cho mày. Mày cầm cho khéo cái vỏ kia rồi lên ngay đi. Ờ, lên đằng với quan đội ấy. Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn vào Nhiêu Tình đang lõm võm bưng cái vỏ bước lên bờ ao. Hắn run lập cập, vì ngâm nước lạnh thì ít, mà vì sợ nhà Đoan thì nhiều. Ông đội giằng lấy tay hắn lôi lại trước mặt quan Tây Đoàn và chuyển cho hắn mở ngay nắp chĩnh ra. Hắn sợ khi nhìn quan Tây Đoan, nhìn ông đội, nhìn ông Lý và lập cập mở nắp chĩnh. Thấy quan Tây Đoàn đã bớt giận, ông đội cũng tươi tỉnh được nét mặt, bảo Nhiêu Tình: ông tưởng mày ở cả ngày ở dưới ấy. Ông lấy làm khoái trá khi nhìn vào trong lòng chiếc chĩnh. Nhưng sao ông lại cau mặt lại và mũi hít mạnh, đánh hơi. Ông sấn sổ hỏi Nhiêu Tình: cái gì ở trong chĩnh? Dạ bẩm tương ạ, con có dám nói bậy đâu. Con làm có một ít để kho cá ăn ở nhà, chứ thực không dám đem ra chợ bán. Ông đội tỏ vẻ khó chịu trình với quan Tây Đoàn rằng đây là thứ nước chấm của nhà chùa, thường ăn chay và người An Nam dùng với cơm. Quan Tây Đoàn bắt ông đội nếm và hỏi ông có dám cả quyết như thế không. Ông đội trả lời nhất định rằng trong chính đó không có chất gì để làm rượu. Thầy Lý thấy câu chuyện khám xét kết cấu một cách ngộ nghĩnh, không ngờ như vậy, phải hỏi Nhiêu Tình: thế sao lại bưng vỏ tương mà chạy? Các quan khám rượu lậu kia mà, ai bắt tương? Cái lý của anh giàn lắm, anh phải khai cho rõ ràng ra, kẻo phiền đến cho tôi lắm đấy. Nhiêu Tình hoàn hồn khai với thầy Lý: con thấy người làng đi chợ về, dạo này đồn rằng nhà nước có đánh thuế cả tương và nước mắm. Con thấy tương con làm không có giấy phép nên con sợ, con phải chạy đem vứt đi. Lúc sự yên lặng đã trở lại trong làng và mọi người đang gặt nghẽo cười khi giải tán, trừ nhà Đoan rời làng Phong Cốc với nỗi tức bực, thì trời đã xế bóng. Bạc Nhiêu Tình cũng mỉm cười bưng chính tương về nhà, trong bụng nghĩ thương vợ phải một phen chạy rượu lậu vất vả, và không biết vợ đã đem giấu kín vỏ cơm ở nơi nào đây. Bạc tự nghĩ nếu không có chính tương này thì chỉ có trời mới gỡ nổi cho bác khỏi phải ở tù. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Một Vụ Bắt Rượu Lậu, được đăng trên tạp chí Đông Dương, số 29, ra ngày 27 tháng 11 năm 1937.